cái ba nữa ta nhỉ, được không? Đâu mới có đúng rồi, còn 23 phút, 25 phút nữa rồi. Cái gì để dạ nó cơ chế mà khó khăn thì nó không có gì đâu chị. Thì chúng ta xem trước khi học rồi rối loạn nhịp thì chúng ta xem cơ chế gây rối loạn nhịp như thế nào. Thì cơ chế rối loạn nhịp người ta chia làm ba loại: rối loạn hình thành xung động, rối loạn dẫn truyền xung động và kết hợp cả hai. Như vậy chúng ta có nhiều trường hợp chúng ta bị nhầm là cho rối loạn nhịp, rối loạn dẫn truyền hay khác nhau không phải. Rối loạn nhịp là gồm có rối loạn tạm nhịp và rối loạn dẫn truyền. Anh chị chú ý như vậy ha. Hay rối loạn nhịp tức là gồm có rối loạn cơ quan tạo ra nhịp hay gọi là rối loạn nhịp. Rồi cái hai là rối loạn dẫn truyền cũng là rối loạn nhịp nha. Nghe tôi nói không ạ? Và có nhiều trường hợp là hai cái đó sẽ cùng trên một tình huống. Ha. Vậy thông thường rối loạn dẫn truyền nó sẽ gây ra rối loạn nhịp, mà cũng có thể rối loạn nhịp ha, có thể gây ra rối loạn dẫn truyền. Là họ kết hợp cả hai là gì? Đầu tiên chúng ta xem rối loạn nhịp do rối loạn hình thành xung động. Thì bình thường nút xoay của chúng ta làm chủ nhịp, đúng không ạ? Nút xoay có bị rối loạn không? Đó. Khi nào thì nút xoay nó bị rối loạn? Không, tôi nói điện tốc độ thôi, nó biết nhau. Đọc điện tốc độ khi nào nói nút xoay nó bị rối loạn? Rồi thôi mình nhìn trước khi nói cái rối loạn thì nó có bình thường. Nhịp xoay như thế nào là bình thường, cái nút xoay như thế nào là bình thường? Có song P chứ. Rồi đúng rồi, gì nữa? Song P dương và đêm. À nó phải đều. Nói gì nữa? À tần số thì 6 thôi trên trời. Đúng không? Như thế nào? Và dẫn kiềm 11 PQRS. Đúng không? Như vậy nếu như cái nhịp xoay mà nó dưới 60 có phải rối loạn không? Nhịp chậm xoay. Nhịp chậm. À gọi là nhịp chậm xoay. Còn cái nhịp chậm xoay nó có thể là sinh lý không? Có. Cũng có. Trong bệnh. Nhưng mà thường là bệnh lý. Thường là bệnh lý. Hả? Bệnh lý. Rồi nhịp xoay trên 100 thì có bình thường không? Nhịp nhanh xoay. À, như vậy là nhịp xoay nhanh. Đúng không? Và cũng có thể sinh lý, và cũng có thể là bệnh lý, đúng không? Rồi có thể là nhịp xoay mà nó không đều không? Rõ chứ? Gọi là rối loạn nhịp xoay. Tức là tần số nó vẫn là từ 60 đến 100 nhưng mà nó không có đều. Không có đều thật sự luôn á. Trong cái rối loạn nhịp xoay có thể do sinh lý không? Đó. Trường hợp hít vô, thở ra, nhịp xoay nó cũng thay đổi. Tần số nó sẽ chậm, nhanh lên. Hít vô thường tần số tim nó sẽ nhanh lên chứ. Thở ra nó chậm đi chậm. Đó, đó là sinh lý. Được không? Và cũng có trường hợp bệnh lý là nó không đẹp. Nhưng mà nó không là nhịp xoay. Chứ không nhịp nhĩ đâu nghe. Đó là nhịp nhĩ là chuyện khác. Nên tôi nói là nhịp xoay. Nhưng mà nhịp xoay nó cũng có những điều đó rồi. Nhanh quá hay chậm quá hoặc là không đều mới là nhịp xoay. À, như vậy là có thể rối loạn do cái phát nhịp là rối loạn nút xoay hoặc do nhịp được phát từ những ổ ngoại vị. Những ổ vị trí của ổ ngoại vị thường được gọi là chủ nhịp phụ, có thể xuất phát từ một vùng của nhĩ, của xoang vành, của van nhĩ thất, của bộ nối nhĩ thất và hệ thống Purkinje. Còn nó bên nào có cái gì thì có thể trong quá trình trưởng thành lớn lên, còn bệnh lý nó có thể tạo ra chỗ ngoài vị này không biết đó, hoặc là cho tác động bên ngoài, ví dụ mổ sâu mổ nó tạo thành cái sẹo thì đó cũng là những cái ổ xương phát triển, hoặc là sâu vào có tiên ổ hoại tử đó, những vùng lân cận vùng còn sống thì nó cũng sẽ thành ổ ngoài vị. Rồi bình thường các ổ ngoài vị này không đạt được mức điện thế ngưỡng do hai lý do đây. Lý do là ức chế vượt tần số của nút xoang
họ ức chế về mặt điện nó của các tổ chức kề bên. Tức là sao? Có thể nó đã có cái ổ ngoại vi đó rồi, nhưng cái tần số của nó thấp hơn nút xoan. Do đó nút xoan là chủ nhiệm, nó không có cách nào nó vượt lên. Thấy chị ha, nó nằm ngủ đó thôi. Giống như một cái quốc gia, bộ vua cũng đang rất là anh minh, đúng không? Mấy thằng lãnh loại nó có loạn được không? Cái loại nó không có loạn được không? Nè, nó không có loạn được. Nè. Hoặc là ức chế về mặt điện học của các tác chủ của tổ chức kề bên, tức là cái điện của bên này nè, ha? Khi mà nó cực cực gần, ác luôn, nó không phát được. Nha. Giống như là tội phạm mà sống trong một cái tổ chức mà tốt á, tập thể tốt nó không thể nào thực hiện hành vi tội phạm, đúng không? Nó ngược lại xã hội mình giờ hơi buồn ha, nó chuyện tội phạm nó xảy ra nhiều quá đúng không? Cái người là thì đúng là cảm thấy mắc cỡ, nó tạo mình hiểu ai mình đang nói chuyện nó chửi gì tí ha. Thế này do hai cái lý do này và những ổ ngoại vị có thể nó có nhưng nó vẫn không có phát được nhiều nha. Như vậy trong những trường hợp nào nó sẽ phát nhiệm này, mà nó phát nhiệm ra là có bình thường không? Không, nhiệm của từ ổ ngoại vị là bất thường, đúng không? Phải nhiệm từ lúc xoa mới bình thường, mà lúc xoa nó phải bình thường thì nó mới bình thường, chứ lúc xoa mà loạn nó cũng loạn luôn, đúng không? Còn những ổ ngoại vị thì đương nhiên là bất thường rồi, nó không có quyền đó, nó cứ có quyền đó là bất thường, đúng không? Như vậy những ổ hoạt động của những ổ ngoại vị này có thể trở nên trội hơn khi gì? Khi nút xoan bị suy yếu. Đó, ông vua ông suy yếu thì nó sẽ loạn lên thôi, đúng không có gì? À, hoặc là do tắc nghẽn đường dẫn truyền giữa những vị trí phát nhiệm, ví dụ như đốc nhĩ thất độ 3 thì nút xoan nó vẫn phát nhiệm bình thường, đúng không? Nút xoan nó không có bệnh lý, nó cũng chỉ huy rất là đàng hoàng. À, vua chỉ huy rất là đàng hoàng, đưa thông tin xuống các cái tỉnh nó rất là bình thường, nhưng mà các thằng lính đưa tin nó thì nó đau bụng, nó bị chết chọc đường, nó bị tai nạn rồi thông tin không được tới các cái tỉnh ở địa phương, chờ hoài không thấy lệnh thì làm sao, nó phải tự nó phát thôi, đúng không các anh chị, đúng không? Như vậy do cái đó là những truyền này bị tắc nghẽn thì nó cũng sẽ gây ra những cái nhịp không bình thường, đúng không? Như vậy từ đó loại dẫn truyền này sẽ đưa đến cái loại gì? Rồi một cái cơ chế nữa có thể cho tần số phát của cái trung tâm chủ nhiệm phụ đó một lúc nào đó nó tích lũy được cái năng lượng, hoặc là nó có cái gì đó tự nhiên cái tần số nó mạnh lên, nó vượt cao hơn cái nút xoan, nó có ức chế nút xoan lại không? Có ức chế nút xoan và nó sẽ phát cái nhiệt của nó. Và các anh chị nắm được không? Và được chứ nào? Như vậy đây là những cái cơ chế chính để có thể hình thành cái gì? Rối loạn hình thành xung đột. Cái nhát lúc đó nó không phải là nút xoan bình thường. Về cơ chế của rối loạn nhịp đó, rối loạn hình thành xung đột thì chúng ta chắc lại nó gồm có thể rối loạn của nút xoan hoặc rối loạn của cổ ngoại vị, đúng không? Và theo ba cơ chế sau đây, thứ nhất là tính tự động bất thường, hoặc là hoạt động khởi chích hoặc là yến con, và cơ chế thứ ba là cơ chế vòng vào lại. À, chúng ta sẽ khảo sát từng cái cơ chế một. Như vậy như thế nào gọi là tính tự động bất thường? Cái bài đại cương chúng ta biết những cái tế bào tạo nhiệt nó có thể tự khử cực lấy, đúng không? Quá trình gọi là tự khử cực chậm tâm trường, đúng không? Thì bây giờ á, đây là linh hoạt của nút xoan thôi. Thì nếu mà điện thấy nhũ mà nó giảm xuống thì tần số tiêm sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Được chưa? Quá trình thử cứ thực chậm trong tương này kéo dài ra thì nhịp tim nó sẽ chậm lại, có đúng không? Đúng chưa? Rồi. Thì cái đó là do các tế bào nhỏ. Bây giờ ở đây chúng ta xem không phải là nút xoan mà là một ổ ngoại vị. Ví dụ như ở nhĩ hoặc ở thận chẳng hạn. Bình thường điện thế ngủ của nó sẽ cao, đúng không? Thì tính tự động của nó thấp nên điện thế ngủ nó sẽ cao, do đó nó bị nút xoan bị ức chế, nó đâu có phát nhiệt được, đúng không các anh chị? Vì một lý do gì đó cái ổ ngoại vị đó tự nhiên điện thế ngủ của nó giảm xuống,
giảm xuống thấp hơn điểm tiến ngưỡng của nút xoay kia luôn, đúng không? Thì lúc đó tính tự động của nó sẽ sao? Sẽ cao hơn và nó đạt điểm tiến ngưỡng nhanh hơn, nó sẽ phát nhiệt và nó cướp nhiệt của nút xoay. Rồi các chị nắm được chỗ này không? Dễ hiểu không ạ? À? Như vậy trong cái cơ chế tăng tự động tính bất thường của một ổ ngoại vị, thường là do cái ổ ngoại vị đó nó bị cái giảm cái điểm tiến ngưỡng đồng nghĩa với tăng tự động tính của nó lên, và nếu như cái tần số tự động của nó cao hơn nút xoay, nó sẽ cướp nhịp của nút xoay và nó phát cái nhịp của nó, đó là tăng tự động tính. Thì thế là dễ hiểu không? Có ai chưa hiểu không? Ha, vậy. Cái trang sau có ghi đó, tình trạng giảm điểm tiến ngưỡng. Thì cái tình trạng giảm điểm tiến ngưỡng này có thể do các rối loạn về điện giải hoặc do cái mức cục bộ cơ tim cũng có thể gây ra. Chúng ta sang cái cơ chế thứ hai, đó là cơ chế rối loạn nhịp theo cơ chế hoạt động khởi kích. Thì cái hoạt động nảy cò này nó xảy ra trong quá trình nào? Chúng ta thấy nhìn cái hình này, đây là thời kỳ cơ tương đối, đúng không ạ? Thì cái cơ tuyệt đối là không có thể nào có kích thích nào vào đây rồi. Nhưng thời kỳ cơ tương đối tức là có thể có. Như vậy kích thích đó nó xuất hiện khi nào? Và tại sao nó có thể gây ra cái nhiều như vậy? Thì chúng ta thấy được rằng là gì? Do quá trình sau khử cực được khởi kích bởi các vị thấy hoạt động gì trước đó. Hiện tượng sau khử cực được khởi kích có thể dẫn đến sự hoạt hóa các ổ ngoại vị. Nếu như kích thích đạt tới ngưỡng sẽ gây hoạt động nảy cò và thành xung động. Như vậy chúng ta thấy là những cái ổ ngoại vị nó nằm xung quanh những cái thể cơ chia, những cái cơ bình thường. Thì nếu như trong cái giai đoạn này là giai đoạn tái cực, điểm thế nó có cao điểm thế ngưỡng có gì cao hơn, đúng không? Nó cao hơn điểm thế ngưỡng. Thì như vậy đó, giống như chúng ta có lực trọng trường, bây giờ một cái vật chúng ta để ra sát dưới nền đất thì nó có rơi được nữa không? Không có rơi được nữa. Nhưng chúng ta cầm lên cao đây này, chúng ta buông phát rớt không? Rớt liền. À, và cái chữ nảy cò cũng rất là hay. Các anh chị biết cái nảy cò là cái cò súng không? Bây giờ cái súng muốn cho nó chuẩn bị nó bắn đi đó, cái viên đạn nó bay ra được thì nó phải kéo cho đạn lên nọ. Như vậy cái động tác kéo nó, chúng ta phải dùng lực của mình, đúng không? Và cái lực của mình nó tác động lên cho nó kéo lên, nó giữ lại cái cò. Như vậy chúng ta đã cho nó một cái động năng để sẵn rồi. Và khi chúng ta chỉ khều nhẹ một cái ngón cái cò thôi là viên đạn sẽ bắn ra, đúng không? Như vậy nó dùng cái năng lượng đã tích trữ sẵn ở cái viên đạn khi đã lên nòng, và chỉ cần một năng lượng nhẹ thôi chảy vào cái cò là nó bắn ra liền, đúng không ạ? Như vậy ở đây chúng ta dùng cái chữ nảy cò thì rất là hay. Tức là tại cái thời điểm này cái điện thế nó đang cao hơn điện thế ngưỡng của một cái vùng nào đó. Nếu như có một cái kích thích gì đó phù hợp, thích hợp rơi vào đây thì cái vùng cơ tim đó nó sẽ bị kích thích liền, nó dùng cái năng lượng của cái điện thế này và nó làm cho hoạt động giống như cái cò mà lên sẵn này đó. Các chị hiểu chỗ này không ạ? Thì hiện tượng sau khử cực có thể xảy ra ngay trong giai đoạn tái cực hay gọi là hậu khử cực sớm, xảy ra ở pha 2 và 3, thường là pha 3 ha, thường gây nên ngoại động thu thấp liên quan đến nhịp tim chậm. Tức là cái nhịp tim nó chậm quá đó. Thì khi mà các giai đoạn mà nó tái cực xuống, cái điện thế nó còn đang cao, thì lúc đó cái chỗ này nó đã tăng cái hoạt động nó lên, lấy cái dụng năng lượng nó có phát ra, nó gây ra một cái nhịp tim sớm hơn và là ngoại động thu. Tuy nhiên tình trạng này cũng có thể xảy ra trong bệnh lý thiếu máu cơ tim hoặc rối loạn điện giải. Rồi hoặc sau khi tái cực xong ở cái pha khử cực mồ hậu khử cực một hay là pha 4 á, một số rối loạn nhịp liên quan đến ngộ độc dialysis nó cũng có thể gây ra tình trạng này. Như vậy hoạt động nảy cò thì chúng ta chú ý nó thường xảy ra ở cái gì, cái giai đoạn thời gian mà thời kỳ cơ tương đối có thể xảy ra, và nó hay khởi phát cái ngoài thông thu, đặc biệt là thông thấp và tinh trình thấp.
Rồi chúng ta xem tiếp cái phần cơ chế thứ ba là cơ chế phục còn lại. Thì chúng ta phải nhớ cho được ba cái tiêu chuẩn của tạo ra cái vòng hồi lại. Nếu như không có một trong ba tiêu chuẩn này thì sẽ không bao giờ có vòng hồi lại. Hay đồng nghĩa của nó là gì? Nếu như cái vòng hồi lại đã hình thành, chỉ cần cắt một trong ba điều kiện này thì vòng hồi lại sẽ bị dừng lại liền. Thì vậy thì ba cái điều kiện đó là gì? Thứ nhất là có hai đường dẫn truyền độc lập đứng cạnh nhau nhưng tách biệt về mặt sinh lý, khác nhau về vận tốc dẫn truyền thì đương nhiên thời kỳ chờ nó cũng khác nhau. Điều kiện thứ hai là có một đường bị block một chiều. Điều thứ ba là dẫn truyền theo đường còn lại đủ chậm để đường bị block có thời gian phục hồi. Và người khó hiểu quá đúng không? Khó hiểu quá ha. Bây giờ đến giờ tôi dễ hiểu. Các chị có hay về miền Tây không? Dùng sông nước đúng không? Có thấy một cái dòng sông nó có cù lao dữ không? Nếu một dòng sông mà nó chảy ào xuống, nó không có cù lao dữ thì có đi một vòng được không? Nó một dòng, nó có thành hai dòng, nó đi một vòng. Đúng không ạ? Nếu một dòng sông mà nó chảy xuống, có cù lao dữ, nó phải tách hai dòng và hai bên. Cái đúng không? Thì mới đi đầu dòng được. Như ai muốn đi một vòng đó thì bắt buộc phải có cù lao ở giữa, tức là nó tách cái dòng ra thành hai bên. Như vậy thì điều thứ nhất là phải có hai cái đường dẫn kỳ tách biệt nhau. Rồi, hiểu chỗ này chưa? Rồi. Nhưng mà nếu mà cái vận tốc dòng chảy nó đi đều xuống đây thì xuống sau tí sau quay qua cái cù lao thì nó hợp lại với nhau, có chuyện gì xảy ra không? Không có chuyện gì xảy ra hết. Đúng không ạ? Không có đi lòng vòng rồi. Rồi. Nhưng mà bây giờ đó, lúc mà cái dòng chảy xuống như này, nó thì nó bị lock lại, lock đóng lại. Thì giờ giờ chỉ có một dòng đi bên này thôi, bên này không, đóng không đi được, đúng không? Như vậy cái dòng nó chảy xuống đó, thì nó theo dòng nước thì nó hơi bị lẹ, nhưng mà chọc điện đi, nó đi dòng qua đây một phát, thì nó có thể ngược lên đây không? Được không các bạn? Được đúng không? Như vậy vừa xuôi dòng, vừa ngược dòng lên đây. Khi nó qua tới bên này thì bên này hết bị lock rồi. Thì nó đi qua được không? Nó qua được, đúng không? Đó là điều kiện thứ ba, đủ chậm để khi thằng này lên nó hết bị lock. Nó vòng lên tới đây rồi thì nó có dẫn truyền lên được không? Được. Nó có dẫn truyền xuống được không? Được, đúng không? Tổng nó vòng qua đây được không? Được luôn. Thành ra chỉ cần một thằng đó nó vòng phát nó cứ cực ở trên, nó cứ cực ở dưới, cứ cực ở trên, cứ cực dưới, nó một phát một. Hiểu cơ chế một lại không? Được không anh? Rồi bây giờ chúng ta xem cái hình. Là cái hình này cho nó dễ ha. Là tôi tưởng tượng cái dòng sông đó. Ví dụ đây là thông thường trong cái tim của chúng ta, các đường dẫn truyền chỉ đi có một chiều và có một đường. Nếu có chia nhánh thì chia nhánh đó nó phải riêng biệt nhau chứ không bao giờ nó hợp lại với nhau. Có đúng không? Thành các bạn đứng bước kia là cái càng đi xa nó càng nhỏ ra đúng không? Đâu bao giờ nó lại với nhau. Đã. Bây giờ trong một lý do nào đó, thông thường là do bẩm sinh, tự nhiên nó tách thành hai đường, đúng không? Từ đây lên xuống tự nhiên tách thành hai đường là điều kiện thứ nhất, là tách thành hai đường song song nhau và khác nhau về tốc độ, một bên là đường chậm, một bên là đường nhanh, đương nhiên thời kỳ trơ cũng khác nhau, được không ạ? Và nắm được chỗ này không? Rồi. Khi cái xuống đi xuống đây, ở đây bị block thì xung sẽ đi bên này thôi và sợ xuống đây mà block luôn, đi lên nó không có lên được thì có chuyện gì xảy ra không? Không có chuyện gì xảy ra không? Block cả hai chiều luôn, có chuyện gì hết, được chưa? Rồi và bên đây cũng tương tự như vậy, nó đi xuống đây đi qua đường chọn xuống đây, nó đi qua đây cũng block luôn thì cũng không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Nhưng bên này là thì khác, ở đây một cái xung đi xuống đây, bên này bị block. Nó đi xuống đây, nó dẫn xuống đây, nó qua đây, đi lên đây hết bị lõm. Thế nó vòng lên đây, vòng lên đây, cứ cực lên trên, nó cứ cực tiếp qua đây, cứ cực xuống đây, cứ trồng qua đây. Thành một vòng. Và như chỉ có một xung thôi. Nó chạy lên đây, nó phẩy đầy cái, đây cứ cực. Nó chạy lên đây, phẩy đầy cái, cứ cực ngược lên. Chạy qua đây, phẩy đầy cái, cứ cực xuống. Anh chị hiểu thì nói không? Như vậy nó sẽ làm cho cái nhịp, nhịp tim đập rất là nhanh. Thường cơ chế vòng lại để hay sẽ ra một cơn nhịp tim nhanh, trực phát, trình thức. Bởi sao chúng ta sẽ học cái này sao? Rồi, nắm được cơ chế vòng còn lại không? Tất nhiên cơ chế vòng còn lại này nó có thể gặp ở vùng thấp, có khi đang bị nhanh thấp.
và người ta thấy rất nhiều cái một loại có thể là nói từ nhánh trái trước, con nhánh trái trước và con nhánh trái sau, thông thường nó sẽ tủa ra bước kia, tự nhiên có chỗ nào nó có đường tắt nó nói từ con nhánh trái trước và con nhánh trái sau thành một cái vòng luôn. Rồi chị nắm được không ha? Bình thường hai đường con đánh nhánh trước và con nhánh trái sau là hai đường độc lập, nó không có giống với nhau, tự nhiên có một đường nào nói từ thằng này qua thằng kia thành một vòng. Anh chị ha, có gì nguy hiểm lắm á, một số trường hợp cần được kiểm soát theo cái kênh thế này ha. Thì cái đường đó đường do phần do bệnh lý mắc phải á, một số trường hợp. Rồi chúng ta xem cái phần thứ hai là rối loạn nhịp cho rối loạn dẫn truyền xung động. Như vậy rối loạn dẫn truyền xung động là gì? Người ta định nghĩa là sự chậm trễ hoặc lốc dẫn truyền có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim nhanh hoặc là chậm. Với các rối loạn nhịp tim chậm khi đang truyền các xung động bị tắc nghẽn, tiếp theo đó là vô thông thu hoặc là nhịp thoát chậm. Với các rối loạn nhịp tim nhanh khi chậm trễ hoặc lốc tạo ra một hồi loạn như vừa rồi. Đó. Lại trường hợp là rối loạn mà cái hai đường một đường nhanh đường chậm nó thay đổi một tốc thì nó sẽ gây ra cái nhịp tim nhanh. Thì một số rối loạn nhịp tim có thể khởi phát bởi một cơ chế này và được duy trì bởi một cơ chế khác. Ví dụ như ngoại thông thu thất thường là do tính tự động bất thường của một cái ổ ngoại vi nào đó, nó nhảy sớm hơn, nó gây ra ngoại thông thu. Nhưng tiếp theo đó thì nó lại gây ra một cái cơn viêm nhanh thất do cái vòng còn lại. Như đã từ đó có thể là vòng của phần nhánh trái trước với phần nhánh trái sau, hoặc là nhánh phải với lại phần nhánh trái trước. Trường hợp nó như vậy ha. Hoặc một giai đoạn tim nhanh cho một cơ chế có thể tiếp theo một giai đoạn khác cho một cơ chế khác. Ví dụ như tăng tự động tính nhanh lên nào một lát, xong nó vẫn tiếp tục nó nhanh, nhưng mà lúc đó là đã tạo thành cái vòng còn lại. Chẳng hạn cái này, tuy nhiên thì thôi, trên nghe nói thì rất là lo lắng lắm, nhưng mà thôi, trên nghiệm tâm rồi chúng ta phát hiện ra cái loại đó là được rồi. Đó. Nếu mà chỉ hiểu thêm cơ chế thì chúng ta cũng không có quá nặng nề. Tại thực ra đó, một số chuyên nghe về đọc điện tâm đồ này nè, nhiều khi đem một cái điện tâm đồ ra các thầy ngồi cãi nhau chán về cơ chế, được không? Thành ra trong quá trình học đó, thì chúng ta sẽ chú ý bình thường bệnh những bệnh ổn định mạng tính chúng ta đọc thường quy thì cũng không có gì là ghê gớm. Tuy nhiên cố gắng phát hiện ra được những tình huống nguy hiểm. À, những tình huống nguy hiểm ví dụ như những cái rối loạn nhịp tính, à, những cái cơn nhịp tim nhanh thì rất là sợ, à, nhịp tim chậm thì cũng rất là đáng lo. À, rồi những cái tình huống ví dụ như trường hợp tiền công, đặc biệt tâm đồ cố gắng phát hiện trường hợp đó. Tại vì sao? Nếu chúng ta không phát hiện trường hợp thì chúng ta sẽ tử vong. Và những trường hợp bình thường nó như tóc nhánh hay cái gì nó không có phải là cái gì nguy hiểm lắm á, còn là ngoại tâm thu hay là thu nhĩ mạng thì thôi, nên nó không phải là cái gì ghê gớm lắm và chúng ta có thể trao đổi. Nhưng qua cái lớp này các anh chị chú ý các hiện tượng cái rối loạn nhịp tim nguy hiểm và hoặc là những tình huống nguy hiểm tới sinh mạng về cơ chế thì chúng ta cố gắng nắm để trong từng trường hợp chúng ta giải thích. Như vậy chúng ta sẽ thứ nhất là đọc nhịp tim chúng ta hứng thú hơn, chúng ta cảm thấy chắc tay hơn, giải thích được thì cái cơ chế thì nó có như vậy thôi. Các bạn thắc mắc gì nữa không ạ? Rồi,